ơn tất cả các bạn đã đến với Di Động Việt. Galaxy Note 10 là phiên bản đầu tiên của dòng Galaxy Note được Samsung ra mắt với hai tùy chọn riêng biệt, đó chính là Galaxy Note 10 và Galaxy Note 10 cộng. Trong đó thì Galaxy Note 10 được xem là phiên bản giá rẻ khi sở hữu mức giá thấp hơn so với Galaxy Note 10 cộng. Nhưng trên thực tế thì đây vẫn là một sản phẩm có mức giá rất là cao so với mặt bằng chung trên thị trường smartphone. Và theo các thông tin bị rò rỉ thì Samsung đang tiếp tục phát triển thêm phiên bản thứ 3 của dòng Galaxy Note 10 này. Và đó sẽ là một phiên bản giá rẻ thực sự với tên gọi là Galaxy Note 10 Lite, có tên mã là SM-N770F. Mới gần đây thì thiết kế tổng thể của Galaxy Note 10 Lite đã được lộ diện sau khi trang công nghệ WinFuture vừa đăng tải những hình ảnh chính thức của sản phẩm này. Từ những hình ảnh được đăng tải cho thấy rằng Galaxy Note 10 Lite có kiểu dáng giống với chiếc Note 10, mặt lưng được bo cong ở cạnh để giúp cầm sản phẩm dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì mặt trước sản phẩm lại được sở hữu màn hình phẳng thay vì là màn hình cong như trên hai phiên bản Galaxy Note 10 và Note 10 cộng. Sản phẩm cũng có thiết kế màn hình đục lỗ với camera trước được đặt ngay chính giữa và bên trong màn hình như là trên chiếc Note 10. Điểm nhấn nổi bật nhất trên Galaxy Note 10 Lite đó chính là cụm 3 camera ở mặt lưng và đèn flash được đặt lên một khối hình vuông màu đen thay vì là được bố trí theo chiều dọc như hai phiên bản cao cấp hơn. Kiểu thiết kế này của chiếc Note 10 Lite khiến nhiều người liên tưởng đến thiết kế của chiếc smartphone Pixel 4 XL của Google. Về mặt cấu hình bên trong thì WinFuture cho hay Galaxy Note 10 Lite sẽ có cấu hình tương đương với Galaxy Note 9. Sản phẩm sở hữu màn hình 6,7 inch công nghệ AMOLED với độ phân giải là Full HD+. Bên trong sẽ là bộ vi xử lý Exynos 9810 mà Samsung đã sử dụng trên chiếc Galaxy S9 và chiếc Note 9 ra mắt vào năm ngoái. Cùng với bộ nhớ RAM là 6GB, bộ nhớ lưu trữ trong là 128GB, nhưng chưa rõ là có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ hoài hay không. Mặt sau của sản phẩm là camera chính 48MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera 5MP để ghi nhận độ sâu trường ảnh, giúp tạo hiệu ứng xóa phông khi chúng ta chụp ảnh. Mặt trước của sản phẩm là camera 32MP. Chiếc Note 10 Lite này sẽ được trang bị thỏi pin có dung lượng là 4500mAh và hoạt động trên nền tảng Android 10. Đáng chú ý là sản phẩm này sẽ được hỗ trợ jack cắm 3.5mm thay vì loại bỏ đi như trên bộ đôi Galaxy Note 10 và Note 10 cộng. Một tính năng đặc trưng và không thể thiếu của dòng Note đó chính là cây viết S Pen. Galaxy Note 10 Lite cũng sẽ được trang bị cây viết S Pen với các tính năng tương tự như là trên phiên bản Galaxy Note 10, như hỗ trợ khả năng điều khiển bằng cử chỉ trên S Pen, nhận diện chữ viết tay trên màn hình và chuyển đổi thành font chữ máy tính. Nếu các thông tin bị rò rỉ là chính xác thì có thể là chiếc Note 10 Lite này sẽ được Samsung ra mắt vào giữa tháng 1 năm sau, nhưng không dành cho thị trường toàn cầu mà chỉ cho một số quốc gia ở châu Á mà thôi. Và đây không phải là lần đầu tiên mà Samsung ra mắt một biến thể giá rẻ dành cho Galaxy Note. Trước đó vào năm 2014, ít tháng sau khi ra mắt chiếc Note 3 thì Samsung cũng đã bất ngờ trình làng thêm phiên bản giá rẻ là Note 3 Neo với thiết kế tương tự nhưng cấu hình và giá bán đã được giảm đi đáng kể so với phiên bản gốc. Sau Galaxy Note 10 Lite này thì rất có thể là Samsung sẽ tiếp tục ra mắt thêm tùy chọn giá rẻ cho các mẫu smartphone cao cấp trong tương lai của hãng, ví dụ như là Galaxy S10 Lite hay là Galaxy Note 11 Lite. Động thái này cũng tương tự như là Apple hay là Huawei, khi cả hai hãng này gần đây cũng thường ra mắt một phiên bản thấp hơn với mức giá rẻ hơn cho các mẫu smartphone cao cấp của họ. Vậy thì vừa rồi là những thông tin liên quan đến chiếc Galaxy Note 10 Lite sắp được Samsung ra mắt. Còn ý kiến các bạn thì sao? Hãy để lại comment ở bên dưới video này cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye!